Hãy khiến tương lai biết ơn vì hiện tại bạn đã cố gắng hết mình. Cuốn sách dành cho những bạn trẻ chênh vênh và đầy hoang mang nhưng không ngừng theo đuổi sự nỗ lực. Từng được đón đọc bởi 1 triệu độc giả khắp Trung Quốc, 4 chương sách tổng hợp 50 lời khuyên chất lượng nhất dành cho thế hệ trẻ. Với sự nghiệp, bạn hiểu rằng không ai cả đời thuận buồm xuôi gió, mỗi người ít nhiều đều gặp phải khó khăn trắc trở. Việc bạn cần làm là không đổ lỗi cho ngoại cảnh mà âm thầm nâng cao năng lực và rút ra bài học cho bản thân. Với chính mình, bạn hiểu rằng mình cần cải thiện rất nhiều nhưng sự đánh giá của người khác không quan trọng bằng sự ghi nhận của chính bản thân. Với tình yêu, khi ta là chính mình ở phiên bản tốt nhất, ta sẽ được ở cạnh sự lựa chọn tốt nhất. Với các mối quan hệ, bạn bè chân chính là dù không có điều kiện nói chuyện nhiều nhưng vẫn hiểu nhau. Lúc nào bạn cần giúp đỡ, họ luôn là người có mặt. Thời gian dành cho bố mẹ là quý giá nhất. Hiếu kính là điều không thể trì hoãn. Những người trẻ tuổi, khi tài năng và kinh nghiệm có hạn nhưng luôn muốn có trọn vẹn mọi thứ trong tay, tiền bạc, sự nghiệp, gia đình, bạn bè và cả tình yêu. Đồng cảm với mong muốn đó, 320 trang của cuốn sách này truyền đi thông điệp cổ vũ chỉ cần bạn nỗ lực cố gắng hết mình ngay bây giờ thì tương lai chính là thời khắc bạn có được tất cả những điều bạn muốn. Nỗ lực sớm, thành công sớm, cố gắng bao nhiêu, có được bấy nhiêu, không bỏ ra chút công sức nào, thứ bạn có duy nhất chắc chắn là sự hối tiếc. Một số trích dẫn hay trong sách. Hoặc là bạn định hướng cuộc sống, hoặc là cuộc sống điều khiển bạn, thái độ của bạn sẽ quyết định ai là người cầm lái, ai là người bị lái. Trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ gặp phải hình mẫu con nhà người ta khiến bạn rối tinh rối mù vì không ngừng so sánh chính mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, có thể chính bạn cũng là con nhà người ta với một ai đó khác. Nên quan trọng, người cần phải so sánh không phải là ai đó ngoài kia, mà là chính bạn. Sự cố gắng của bạn sẽ không bao giờ đem lại được sự xuất sắc giống hệt người ta, nhưng bạn có thể dựa vào sự nỗ lực đó để tìm ra giá trị riêng cho bản thân mình. Nếu một ngày nào đó chúng ta chìm trong biển người và sống một cuộc đời tầm thường, hẳn là chúng ta đã không làm việc chăm chỉ để có một cuộc sống sung túc. Nếu ngay bây giờ bạn có một ước mơ, hãy im lặng, dốc toàn lực để hành động. Hãy nhớ rằng, nếu hôm nay không đi nhanh một chút, có thể ngày mai sẽ phải chạy, ngày kia có thể không thấy rõ phương hướng phía trước nữa. Sao cứ phải bận tâm ước mơ có thành hiện thực hay không? Hãy cứ tiến lên phía trước, chạy nhanh lên phía trước là được rồi.